một câu chuyện buồn về hạnh phúc gia đình. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Đổ nợ. Đã từng có thời, gia đình của Phan Tấn Ngọc, sinh năm 1970, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đồng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, và chị Phạm Thị Lan, sinh năm 1970, có thể được coi là tương đối hạnh phúc, khấm khá. Ngọc và chị Lan vốn là người cùng địa phương, biết nhau đã lâu, từ hồi còn nhỏ đi học. Sau đó, phát sinh tình cảm, rồi đến năm 1991 thì hai người tổ chức đám cưới. Ngọc và chị Lan kết hôn, chung sống với nhau và có tới ba mặt con, gồm hai trai, một gái. Ngọc cùng gia đình nhỏ của mình sinh sống tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Năm 2006, vợ chồng Ngọc Lan tính chuyển về ở gần nhà bố mẹ vợ là ông Phạm Văn Tràm, sinh năm 1920, và bà Trần Thị Rỡi, sinh năm 1935. Thấy vậy, chị Phạm Kim Huệ là chị gái của chị Lan, khi đó còn sống chung với bố mẹ, liền mua cho vợ chồng Ngọc một cái nền nhà diện tích 130m². Một thời gian sau đó, vợ chồng Ngọc Lan mua thêm được một nền nữa, diện tích khoảng 234m², giáp với nền nhà cũ để cho rộng rãi và tính kế sinh nhai. Có mảnh đất đẹp vuông vức, hai vợ chồng mới cất nhà ở khu vực mặt tiền đường tỉnh lộ 839 gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Mỹ Đông hiện nay. Cất xong, Ngọc mở hàng chạy máy cày thuê, trong khi đó thì chị Lan làm nông và chủ yếu là ở nhà nội trợ. Thế nhưng, ai mà biết được chữ ngờ. Đang cái lúc phơi phới câu chuyện làm ăn mới mở, chỉ được ít bữa, Ngọc đã nhanh chóng nhận ra thực tế phũ phàng. Ở quê, ít việc, người thuê cày cuốc chẳng được là bao, còn máy móc nhà cửa thì đầu tư toàn tiền thiếu, thành ra đổ nợ khoảng 360 triệu đồng. Cuộc sống vốn đã khó lại càng thêm khó, chồng chất, ngập ngụa, lại thêm 5 miệng ăn một nhà, trong khi bản thân lại chẳng hay nhiều nghề, cũng chẳng học hành đến đâu. Ngọc đành phải tìm kế đi làm nghề hồ để kiếm sống nuôi gia đình. Người chồng. Khoảng thời gian Ngọc đi làm hồ, phải mang trên vai gánh nặng, kiếm từng đồng tiền bươn trải nuôi gia đình và trả nợ. Tưởng đâu, Ngọc quyết chí làm lại từ đầu. Thế nhưng, dần ra lại có bất minh. Trong thời gian đi phụ hồ, mỗi tháng Ngọc cũng kiếm được khoảng 1 triệu rưỡi. Sau đó trở thành thợ thì kiếm được nhiều hơn, tới hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng Ngọc cũng chỉ đưa cho vợ có 400.000 đồng trên tháng. Số tiền nơi con ăn học còn lại đều dựa vào tiền lương hưu của ông Tràm bà Rỡi. Cũng từ thời gian này, tin đồn Ngọc có bồ bắt đầu xuất hiện. Gần xa, bóng gió, chị Lan biết được chuyện, đâm ra giận lắm. Hay nhắc đến chuyện bồ bịch, thành thử vợ chồng Ngọc, Lan đâm ra cãi vã, lục đục, mâu thuẫn với nhau. Thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ nhất. Chỉ biết rằng, theo lời kể của chị Huệ, Ngọc có bồ nhí ở ngoài khu vực Rạch Bần. Cũng từ đó, Ngọc hay chửi bới, đánh đập, vũ phù với vợ mình nhiều lần như là cơm bữa. Trong đó có 3 lần, Ngọc tệ hại với chị Lan nhất, đến mức mà chị thập tử nhất sinh. Lần thứ nhất là khi dò ra được địa chỉ bồ nhí của Ngọc, chị Lan có rủ thêm một người bạn cùng đến tìm nói chuyện phải trái. Lặn lội đến nơi, biết cô bồ của Ngọc có ở nhà, chị Lan mới đứng ngoài gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở. Được một lúc, khi mà chị Lan và bạn mình định ra về, thì Ngọc từ phía trong nhà của cô bồ mở cửa gọi chị quay lại. Vừa mới bước được vài bước thì Ngọc đã sấn tới như một thằng động rồ, làm cho chị Lan bất tỉnh. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc thậm chí còn đuổi đánh luôn cả bạn của chị Lan, khiến cho chị này phải chạy thục mạng lẩn ra ruộng ngô thì gã mới dừng lại. Lúc sau đó, Ngọc cùng với cô bồ chở chị Lan về nhà bố mẹ đẻ chị bàn giao. Lần thứ hai, Ngọc cho chị Lan một trận thập tử nhất sinh ngay tại nhà bố mẹ vợ. Nguyên do là bụi tre ngoài vườn có một cái mụt măng, có người đến hỏi mua
nhưng Ngọc thì nhất quyết không bán. Ngọc bảo để ăn cũng được, mà để vứt bỏ cũng được, chứ không bán. Tưởng chẳng có gì, ấy thế khi vừa dứt câu, gã bắt đầu lân la kiếm chuyện, đuổi vợ vào phía trong buồng, rồi bụp tới tấp, cứ thế, đến khi chị như đòn mới thôi. Lần thứ ba, chẳng ai hiểu đã có chuyện gì xảy đến với Ngọc, chỉ biết rằng gã mò về nhà kiếm cớ gây sự, càn quấy với chị Lan, dùng rằng giật cả quần áo của chị, rồi nhặt lấy vỏ chai rượu Long An mà xông tới. Trong cái cơn thú tính, chợt Ngọc thấy hai đứa con của mình đi ra ngoài về, thế là gã mới dừng tay. Lần này, Ngọc khiến cho chị Lan bị gãy xương hàm, phải đi bệnh viện cấp cứu và khâu tới 8 mũi. Ai cũng nói, nếu như không có mấy đứa nhỏ, thì thật chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Được một thời gian sau, Ngọc có để ý và phát hiện, thấy chị Lan có những hành động mà theo Ngọc thì đó là dấu hiệu lạ, như là thường xuyên nhắn tin, nói chuyện điện thoại một cách lén lút. Từ đó, hắn đâm ra nghi ngờ chị Lan có mối quan hệ tình cảm với người khác. Cũng từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng lúc càng lớn hơn. Ngọc thường xuyên mạt sát, thượng tay hạ chân với vợ. Có lần, ông Tràm bà Rỡi ốm phải vào viện nằm, Ngọc cũng chờ chị Lan đi thăm. Nhưng đi được giữa chừng thì gã lại dừng xe ở chỗ vắng vẻ, rồi lấy trong cốp xe ra cái liền kề sát vào cổ chị Lan mà hỏi: mày có nhận là mày ngoại tình không? Không nhận tao cắt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, đối diện với một con thú, chị Lan đành phải nhận bừa thì Ngọc mới buông ra. Người cha hằn vào ký ức của ba đứa trẻ, đặc biệt là người con cả của Ngọc và chị Lan là em Phan Minh Lâm. Hình ảnh về người bố với những hành động vũ phu, ứng xử tệ bạc với mẹ hiện lên rõ mồn một qua từng lời kể của em. Đó là những lời bố rêu rao rằng mẹ nhắn tin qua lại ngoài luồng với một người đàn ông nào đó. Đó là việc bố đánh mẹ bất cứ lúc nào, mỗi lúc uống rượu vào thì lại càng tợn hơn. Chuyện chửi bới thì thật không biết nói sao cho đủ. Ông bà ngoại càng ngăn thì bố còn quay ra đe dọa cho nhập viện, ai nấy cũng phải chịu. Đã nhiều lần thấy bố đánh mẹ quá dữ, mấy đứa trẻ mới xúm vào ôm bố ra thì lại ăn luôn cả đòn oan. Cứ thế, Ngọc một mình làm càn, còn phận làm con thì chúng cũng chỉ biết khuyên can, dù biết là thừa thãi, chứ không ai dám can thiệp sâu hơn. Người con. Sau lần vỡ nợ, vợ chồng Ngọc Lan xoay sở đủ đường. Thấy con gái vất vả, ông Tràm bà Rỡi ở ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông cũng phải bán đi 1.700 mét vuông đất do ông Tràm đứng tên để trả nợ cho vợ chồng Ngọc. Bên cạnh đó, ông Tràm và bà Rỡi cũng nghĩ bụng, giờ đây tuổi cao sức yếu, già cả rồi, cũng muốn có đông con đông cháu về cho vui cửa vui nhà, phòng cái lúc trái gió giở trời, có ốm đau thì cũng có người ra vào trông nom chăm sóc. Thế là vào năm 2010, ông Tràm bà Rỡi mới lập di chúc để lại toàn bộ nhà đất cho vợ chồng Ngọc. Và cũng từ đây, Ngọc lại bán nhà cùng với các con về ở hẳn bên nhà ngoại. Về nhà bố mẹ vợ ở, tưởng đâu Ngọc tu tâm dưỡng tính làm ăn. Ai ngờ, gã trở nên không những lười biếng mà còn mất dạy với người nhà vợ. Biết rằng ông bà ngoại có nhiều đất đai, với sự tham lam khốn nạn và lười biếng của mình vừa mới chuyển đến, Ngọc đã tính kế xúi bẩy bố mẹ vợ kiện cáo chị Huệ, đòi tài sản đất đai nhà cửa với di chúc của ông bà Tràm Rỡi để lại cho vợ chồng Ngọc Lan là 6.960 mét vuông đất và căn nhà cấp 4. Cũng từ lần ấy, để cho gia đình được yên ấm, chị Huệ phải xách áo ra ở riêng, cho dù chị đã sống với bố mẹ mình suốt 48 năm trời. Chưa chịu buông tha cho chị Huệ, nhiều lần Ngọc chẳng hề kiêng nể, hắn đuổi đánh chị lên bờ xuống ruộng, mấy phen tưởng đi đến nơi. Còn đối với chị Lan, mặc dù đang ở nhà vợ, Ngọc cũng vẫn đánh chửi liên miên. Bố mẹ vợ can ngăn
thì Ngọc thậm chí còn quay ra chửi bới, hỗn láo, hăm dọa đánh luôn cả bố mẹ vợ mình. Cuối cùng, sau nhiều lần đòn roi và nhục nhã, khoảng năm 2013 thì chị Lan quyết định ly thân với Ngọc. Ông Tràm, bà Rỡn cũng đi đến quyết định không cho Ngọc sống chung nữa, đuổi ra ở Dương một mình. Mất tích. Sau khi ly thân, Ngọc chuyển ra dựng một căn chòi cách nhà bố mẹ vợ hơn 100 mét để sống bằng nghề nông nghiệp, trong đó chủ yếu là nuôi gà nuôi vịt. Thế nhưng, tuy rằng là ra ở riêng, nhưng hàng ngày hễ khi mà con cái nấu cơm, Ngọc vẫn về nhà bố mẹ vợ ăn. Chuyện có lẽ sẽ chỉ như vậy nếu như không có một sự kiện bất ngờ và hết sức bí ẩn. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2015, khi em Phan Minh Lâm cùng với hai người em của mình thức giấc, mò xuống dưới bếp kiếm cơm ăn sáng thì thấy cơm chưa nấu. Đây là một việc khá lạ đối với mấy đứa trẻ. Bởi lẽ, hàng ngày chị Lan luôn là người dậy sớm nấu cơm, đảm bảo khi các con của chị dậy sẽ có cái ăn. Sau đó là chị sẽ đi tới cây rồi đưa cả ba anh em đi học. Không thấy cái ăn, mấy đứa mới đi tìm mẹ khắp nhà thì cũng không thấy. Cậu con cả chạy ra bờ xem mẹ có đang tưới ớt hay không thì cũng chẳng thấy ai. Không tìm thấy mẹ ngoài bờ, Lâm vào trong nhà bấm máy gọi điện thì phát hiện điện thoại của chị Lan hãy còn để ở nhà. Lúc này em mới gọi đến nhà của họ hàng thì cũng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng chị Lan không đến đó. Như có gì đó mách bảo, em mới chạy khắp nơi để đi tìm mẹ. Từ nhà hàng xóm đến quanh khắp nhà ông bà ngoại, cho tới cả căn chòi của Ngọc cũng không thấy chị Lan đâu. Cho đến chiều cùng ngày, mọi người vẫn không hay gì tin tức của chị Lan. Nhưng có một điều mà ba đứa trẻ biết rõ là có chuyện lạ. Bởi chị Lan chưa bao giờ đi đâu mà không nói hay gọi điện về báo. Theo bà con hàng xóm cùng với bà Tư, có tên thật là bà Nguyễn Thị Thế, sinh năm 1945, là một người rất thân với chị Lan, cho biết thường ngày chị không đi đâu quá 2 ngày, có lẽ hôm nay có việc gì đó đột xuất chăng. Sang tới ngày hôm sau, họ hàng và bà con từ sáng sớm cũng đã chia nhau đi tìm kiếm xung quanh các cây ngào bờ bụi gần nhà. Đồng thời gia đình đi đến quyết định đến cơ quan công an trình báo về sự việc. Tới khoảng 13 giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 2015, công an xã Mỹ Thạnh Đồng đã phối hợp với ấp cùng với người dân tiếp tục đổ xô đi tìm kiếm. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sang tới ngày thứ 4 rồi ngày thứ 5, vẫn không ai hay tin chị Lan đang ở đâu. Chị Phạm Thị Lan đã đi đâu? Là chị tự đi hay bị đưa đi? Liệu có chuyện xấu gì xảy ra với chị hay không? Công cuộc tìm kiếm liệu có đem lại kết quả? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tự thú. Sau nhiều ngày tìm kiếm với sự vào cuộc của cơ quan chức năng cùng với các đơn vị nghiệp vụ, người thân, bà con, hàng xóm láng giềng, nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ. Tung tích của chị Lan vẫn không có gì tiến triển. Đang trong lúc cuộc tìm kiếm trở nên gắt gao, ráo riết hơn bao giờ hết, thì bỗng, vào chiều ngày 16 tháng 3, trước cổng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, xuất hiện một gã đàn ông ngoài 40 tuổi, vóc dáng nhỏ, da đen sạm, thất thần, hốc hác, khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi, xin được vào. Được đưa vào phía trong phòng làm việc, trước mặt các cán bộ trực ban, ông ta lắp bắp: Tôi xin tự thú. Nhận được lời đề nghị, một cán bộ trực ban mới hỏi lại: Anh muốn tự thú về việc gì? Gã lập cập đáp: Tôi xin tự thú vì đã hại vợ. Vợ tôi là Phạm Thị Lan ở huyện Đức Huệ. Gã ngồi đó ngập ngừng hồi lâu. Thế rồi, như thể sợ mọi người không ai tin,
người đàn ông này rút ra một tờ giấy đã viết sẵn và đặt lên bàn, nói rằng: "Đây là bản tự thú của tôi viết lúc ở nhà, xin nộp cho các anh. Trong này tôi đã khai hết, nếu cần gì các anh cứ hỏi thêm." Tiếp nhận tờ đơn từ tay của người đàn ông, một cán bộ trực ban mắt mở to hết mức, cẩn thận chau mày đọc từng chữ một như sợ rằng chính bản thân mình có thể nhầm lẫn. Theo nội dung được viết trong lá đơn ấy, người đàn ông này cho biết mình tên là Phan Tấn Ngọc, còn nạn nhân bị người này ra tay chính là người đã từng chung sống đầu ấp tay kề với mình hơn 20 năm trời. Từ lá đơn tự thú kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ trực ban đã xác định lời tự thú của người đàn ông tự xưng mình là Phan Tấn Ngọc này là có cơ sở. Ngay sau đó, toàn bộ hồ sơ cũng như đương sự đầu thú đều được chuyển sang cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An thụ lý theo đúng thẩm quyền. Tiếp nhận vụ việc và lên kế hoạch hành động, mặc dù lúc này đã là lúc nửa đêm, các điều tra viên vẫn tiến hành lấy lời khai của Phan Tấn Ngọc cũng như làm rõ về động cơ lẫn phương thức gây án. Thế rồi, tại cơ quan công an, Ngọc mới ôm đầu, ăn năn hối hận về tội lỗi của chính mình, khai ra toàn bộ sự việc, từ những manh nha ban đầu cho tới ý định và kế hoạch của hắn cũng như những sự việc sau khi hắn gây án. Từ lời khai của Phan Tấn Ngọc, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng sự thật của vụ án tới đâu, động cơ gây án có phải đúng như là lời của đối tượng khai nhận hay không thì cần phải tiếp cận với hiện trường, khai thác thêm những thông tin khác để sớm làm rõ vụ án. Bên cạnh đó, có thêm 3 người khác cũng được triệu tập. Tuy nhiên qua làm việc thì tất cả đều khai nhận không hề biết tới việc làm của Ngọc. Khám nghiệm. Ngay trong đêm sau khi mà Ngọc tự thú, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ án, tiến hành xác minh, trưng cầu giám định, thành lập hội đồng khám nghiệm, đồng thời tiếp tục khai thác Ngọc để phục vụ công tác điều tra. Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vụ án xảy ra tại căn nhà của Phan Tấn Ngọc đang trong quá trình xây dựng, 4 vách làm bằng gạch ống chưa tô, kích thước 3x4m, một cửa trước, mái che bằng bạt và nền nhà mới được cám phủ một lớp bê tông. Đối diện với phía cửa ra vào là một sân rộng và các chuồng nuôi gia cầm. Ngay sát bên cạnh là một hộ gia đình, và hiện trường này chỉ cách nhà ông bà Tràm rỡi 100m, xen giữa là vườn ớt, con lộ và mương nước. Theo lời khai của Ngọc, hắn phi tang ở góc trái nhà nơi mới làm nền. Tiến hành đào ở độ sâu khoảng 1m, cơ quan điều tra tìm thấy nạn nhân trong hố có kích thước 60x80cm, trong tư thế đầu quay xuống, trên người mặc bộ đồ vải bông, áo khoác dài tay màu vàng. Cùng với nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện thêm dưới hố còn có một chiếc áo thun màu trắng. Cũng tại hiện trường, còn thu giữ được 2 cái giá, một cái cuốc, một cái bay dùng để làm dụng cụ trám bê tông nền nhà. Bên cạnh đó, phía dưới chân cột nhà có một cục gạch ống, bên trong có một túi ni lông được cuộn tròn. Mở túi ra thì bên trong có một tờ lịch đề ngày 19 tháng 2 2015, dùng để gói một sợi dây chuyền kim loại màu vàng kèm theo mặt bằng đá. Trên tờ lịch có ghi dòng chữ: "Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình, và tôi sẽ nói lên mọi sự thật", cùng chữ ký và ghi tên Tấn Ngọc. Ngoài ra còn có một cái búa cán bằng tre dài 40cm. Đầu búa có hình trụ được làm bằng kim loại, kích thước dài 10cm, đường kính 3cm, được để trong một cái lồng sắt. Qua khám nghiệm nạn nhân, xác định có 2 vết rách da vùng chấm trái dài 2cm, bầm tụ máu dưới da đầu tương ứng, lún hộp không rõ hình. Phát hiện một vết bầm tụ máu dưới da màng xương thái dương phải, não đang trong quá trình phân hủy. Không phát hiện ra tổn thương ở vùng cổ, ngực, bụng, phổi có phù nề, sùng huyết. Pháp y đưa ra kết luận sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân ra đi là do ngoại lực tác động vào vùng đầu kèm theo ngạt cơ học. Đến đây, công việc cần thiết tiếp theo đó là nhận dạng nạn nhân. Tiến hành bằng biện pháp nghiệp vụ, kết quả xác định đây đúng là chị Phạm Thị Lan. Khi cho gia đình nhận dạng thì cũng nhận được kết quả trùng khớp, đúng là chị Lan. Đối với các đồ vật, bao gồm dây chuyền và quần áo,
thì phía người nhà cũng khẳng định đều là của chị Lan. Ác phù. Theo lời khai của Ngọc, nguyên nhân và động cơ của hắn xuất phát từ trước đó từ lâu. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2013, Ngọc nghe mọi người gần nhà bàn tán việc chị Lan có quan hệ tình cảm ngoài luồng, cộng thêm với việc phát hiện ra chị thường xuyên gọi điện và nhắn tin lén lút với người khác. Nên từ đó hắn ta càng ngày càng nghi ngờ rằng chị hai lòng. Mâu thuẫn, lúc đục ngày càng gia tăng, đánh chửi nhau nhiều lần. Sau đó, Ngọc bị bố mẹ vợ đuổi ra ở riêng, không cho sống chung nữa. Tiếp tục, tới khoảng giữa năm 2014, chị Lan có yêu cầu cha mẹ mình hủy di chúc được lập năm 2012 với tài sản gồm một căn nhà cấp 4 và gần 7.000m2 đất bố mẹ chị Lan di chúc để cho vợ chồng Ngọc Lan, đồng thời làm thủ tục chuyển số tài sản này từ đứng tên Ngọc sang đứng tên chị Lan. Bên cạnh đó, chị Lan còn muốn và đòi thực hiện ly hôn với Ngọc. Từ những thất bại trong làm ăn dẫn đến nợ nần, rồi lại gặp chuyện vợ đòi ly hôn không cho đứng tên trong di chúc thừa kế, nên trong đầu Ngọc ngày càng tin rằng chị Lan làm như vậy vì chắc chắn đã có người khác hất cả Ngọc ra khỏi cuộc đời chị. Từ căn chòi ban đầu sau khi tách ra ly thân, Ngọc đã dần dà xây lên một căn nhà kích thước 3x4m. Với những ý nghĩ xấu xa, ích kỷ ở trong đầu, Ngọc nảy sinh ra ý định ra tay với chị Lan. Và để thực hiện được chót lọt, hắn đào ngay một cái hố sẵn ở bên trái trong căn nhà mà mình đang xây dở hòng phi tang. Tuy nhiên, khi đào xong, Ngọc mới nhận thấy rằng mình không nỡ nào làm như vậy, nên bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục sống một mình tại đây. Về phần cái hố, thì hắn định bụng sẽ biến nó trở thành nhà vệ sinh. Cứ như vậy, cho đến cái sáng định mệnh ấy. Tháng 5 2013, vợ chồng Ngọc có bán một căn nhà với giá 160 triệu đồng, trả trước 50 triệu đồng. Khi nào giấy tờ xong sẽ thanh toán nốt số còn lại. Tuy nhiên, do trục trặc về giấy tờ, nên đến ngày 11 tháng 3 2015 là mới xong. Người mua nhà hẹn đến ngày 13 tháng 3 2015 sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng. Sáng ngày định mệnh đó, Ngọc dậy sớm, chăn gà, vịt như là mọi ngày. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chị Lan sang nhà gặp Ngọc để bàn chuyện về 100 triệu đồng người ta trả tiếp. Đối với số tiền này, chị Lan tính chuyện sẽ dùng toàn bộ đem đi trả nợ mà cả hai còn thiếu. Tuy nhiên, thì Ngọc lại không đồng tình với ý kiến này. Hắn muốn lấy một phần ra để sửa nhà. Bất đồng quan điểm, hai bên xảy ra to tiếng cự cãi nhau. Trong lúc nóng giận, không giữ được bình tĩnh, Ngọc liền hỏi: "Mày muốn ăn đòn hả?" Thì chị Lan bất ngờ đứng dậy, thách thức trả lời lại: "Mày ngon." Thế rồi, đúng cái lúc chị Lan vừa xoay người định trở ra ngoài, chỉ còn cách cửa ra vào có 1 mét, thì Ngọc nhìn thấy cái búa để trên thùng cám hàng ngày hắn vẫn dùng để đóng đinh trong lúc xây nhà. Với lấy chiếc búa nắm chặt trong tay, Ngọc tiến sát về phía sau chị Lan, cho đến khi còn cách hơn nửa mét thì hắn vung lên 2 lần, nhắm thẳng vào sau phần chân cùng của người chị Lan. Ngay sau khi nhận tác động mạnh từ phía sau, chị Lan ngã sấp, úp mặt xuống nền nhà. Tuy nhiên, chị chưa gục hẳn. Trong tình thế như vậy, lo sợ rằng chị Lan la lên kêu cứu, chi hô khiến cho mọi người biết được, nên Ngọc bước thỉnh tiến tới, vung cây búa lên ngang, làm thêm thập mạnh một lần nữa vào sau đầu, chính thức khiến cho chị Lan bất động. Thấy thế, Ngọc khệ nệ kéo xuống hố cách vị trí bắt đầu 3 mét. Đồng thời, hắn lấy búa và cởi chiếc áo đang mặc dính dấu vết ném luôn xuống. Trong lúc bỏ xuống, Ngọc đã trông thấy sợi dây chuyền màu vàng gắn đá mà chị Lan đang đeo, thế nên hắn giật luôn, rồi đem gói vào tờ lịch, sau đó viết chữ lên, bỏ vào bọc ni lông, đem giấu. Tiếp tục, lúc 5 giờ 25 phút sáng, Ngọc gửi 2 tin nhắn vào máy điện thoại chị Lan với nội dung: "Sao hôm nay em không ra chỗ anh?" Và tin nhắn thứ 2 chỉ sau đó ít phút: "Hôm nay em có đi làm không?" Xong xuôi, Ngọc đi lấy cát, xi măng bỏ xuống, đổ nước vào để lấp hố lại.
Tới khoảng 6 giờ sáng, hắn đẩy cát từ ngoài vào nhà. Lên kế hoạch, nội nhật trong ngày sẽ tráng luôn nền nhà cho xong. Nghĩ là làm. Đến trưa cùng ngày, Ngọc đi gọi ba người khác là bà con, anh em bên gia đình mình, là ông Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1953, ngụ cùng ấp với Ngọc. Phan Công A, sinh năm 1972, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Và một người có tên là T, là cháu của Ngọc, sai nhà hắn để trộn xi măng, tráng nền nhà. Sau đó, trong những ngày tiếp theo, khi mà mọi người ráo riết tìm chị Lan, trong bề ngoài thì Ngọc có vẻ bình tĩnh, sinh hoạt một cách bình thường, nhưng thực ra bên trong, hắn đang rất hoảng loạn. Đặc biệt là khi công an xã, công an huyện về phối hợp tìm kiếm. Lúc đó, chân tay, cơ thể hắn run lên bần bật, lồng ngực như có cái gì đó đè nặng lên mà không sao thở được. Chịu không nổi cái áp lực quá lớn này, tối ngày 14 tháng 3, Ngọc viết đơn tự thú. Đến sáng ngày 15 tháng 3, Ngọc về nhà mẹ đẻ ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam, kể lại đầu đuôi ngọn ngành về sự việc mà hắn đã gây ra cho mẹ, các chị em ruột của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện, phía gia đình Ngọc đã khuyên hắn nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, còn có cơ hội sau này được gặp mặt các con. Và như vậy, dù là một quyết định rất khó khăn đối với Ngọc, nhưng chiều ngày 16 tháng 3, 2015, Ngọc vẫn đến công an tỉnh Long An tự thú toàn bộ sự việc. Phán quyết cuối cùng. Căn cứ vào những chứng cứ trong việc khám nghiệm cùng với lời khai của Phan Tấn Ngọc, ngày 17 tháng 3, 2015, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 19 tháng 3, ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với Phan Tấn Ngọc về tội lỗi mà hắn đã gây ra. Tháng 5, 2015, tòa án mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử lưu động. Tại phiên tòa sơ thẩm, với tư cách đại diện người bị hại, cậu con trai cả của bị cáo và bị hại đã thay mặt cả ba anh chị em tha thiết xin hội đồng xét xử giảm án cho cha mình. Cảm thông trước nỗi đau những đứa con đã mất mẹ, giờ đây không muốn mất đi cả cha, đồng thời cho rằng bị cáo Ngọc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và ra tự thú. Mặt khác, gia đình bị cáo lại có công với cách mạng nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc mức án tù chung thân. Tuy nhiên, cho rằng bản án xử quá nhẹ bởi bị cáo đã lên kế hoạch từ trước, hành động của bị cáo quá đỗi khủng khiếp nên bà Trần Thị Rẫy đã kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xử tăng án tử hình bị cáo. Sáng ngày 21 tháng 9, 2015, Tòa Nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân. Bà Trần Thị Rẫy cũng có mặt tại phiên tòa. Bà được người con gái còn lại dìu đến dự. Tuy rằng chân đã mỏi, răng đã rụng và miệng run run mấp máy, bà nói bản án sơ thẩm khiến cho bà không cam lòng. Hội đồng xét xử phân tích tội của bị cáo lẽ ra phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, phía sau bản án tòa tuyên là số phận, là cuộc đời và ý nguyện của ba con trẻ. Cấp sơ thẩm đã xem xét đến lời thỉnh cầu của ba người con bị cáo và bị hại nên mới cho bị cáo một con đường sống. Ba có còn muốn kháng cáo tăng hình phạt với bị cáo không? Người mẹ già mếu máo, khó nhọc nói từng câu đứt quãng trả lời. Tôi sinh đẻ nuôi nấng đứa con cực khổ quá, vậy mà nó lại làm thế với con tôi. Nó làm tội thì nó phải đền tội. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cho rằng bản án tù chung thân là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, nên tuyên bác kháng cáo của gia đình nạn nhân, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc mức án tù chung thân. Cho dù thoát được mức án cao nhất, nhưng có lẽ nỗi ám ảnh khi nghĩ đến tội lỗi của mình và số phận của các con nhất định sẽ khiến cho bị cáo phải day dứt ân hận
trong suốt phần đời còn lại của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày 1 số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Zing News cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.